Đây là bộ phim được cải biên từ câu chuyện có thật năm 1983. Nữ chính Tami là một người thích khám phá mạo hiểm. Cô thích nhất là lướt sóng và sinh tồn nơi hoang dã. Mà Richard cũng từng một mình đi khám phá khắp thế giới. Hai người bởi vì có sở thích giống nhau nên đã có duyên gặp nhau và trở thành một đôi. Đôi tình nhân này thích một cuộc sống ngập tràn thử thách mỗi ngày. Sau khi ở trên hòn đảo hoang này một thời gian, bọn họ lại tiếp tục hành trình vượt Thái Bình Dương đầy nguy hiểm. Khi trời tối, Richard vì người yêu đã chơi một bản guitar, nhẹ nhàng cất giọng hát ngọt ngào. Hai người cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc đẹp đẽ trong đại dương bao la. Nhưng vài ngày sau, bọn họ bất ngờ gặp phải cơn bão số 12. Vốn cho rằng chỉ cần quay đầu chuyển hướng thì có thể tránh được cơn bão. Nhưng không ngờ đến tối, bọn họ lại gặp phải một trận mưa gió bão bùng. Sóng biển dữ dội thể hiện sự khủng bố của biển cả. Giống như một con thú dữ phát ra tiếng gào thét khiến người ta rợn tóc gáy. Hơn nữa bọn họ ngoan cường đấu tranh. Nhưng ở trong cơn thịnh nộ của biển cả chỉ là một cái gì đó rất là nhỏ bé. Chỉ có thể vạn sự tùy duyên, hứng chịu sự tàn khốc của bão tố. Sau khi Tami tỉnh lại, cô gào thét, nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng người yêu. Nhưng cô chẳng nhìn thấy thứ gì ngoài nước biển. Tami hoang mang tột độ, cô chạy vào khoang thuyền tìm bộ đàm cầu cứu. Không ngờ trong cái rủi lại có cái xui. Bất luận cô hét thế nào cũng chẳng có ai đáp lại. Bộ đàm đã bị hỏng, căn bản không thể liên lạc được với đất liền. Tami lúc này chỉ còn cái nịt, cô gào thét tìm bạn trai. Anh ơi, anh ở đâu về với em đi, em cô đơn lắm. Thời gian trôi qua, Tami cứ nằm vất vưởng trên thuyền tâm sự với lời thì thầm của gió. Không lâu sau, khi cô tỉnh lại thì bất ngờ phát hiện cái gì đó. Tami vội vàng lấy ống nhòm ra xem. Dường như cô nhìn thấy bạn trai đang trôi lênh đênh trên mặt biển. Tami lúc này vui như bố đẻ em bé. Cô thử chuyển hướng của chiếc thuyền, nhưng lại bị cánh buồm đổ nát làm vướng víu. Khi Tami cắt dây thừng, cô không cẩn thận đã bị trượt chân ngã cắm đầu xuống biển. Đây là câu chuyện có thật được cải biên thành phim. Người phụ nữ bị mắc kẹt giữa đại dương mênh mông. Nhìn chiếc thuyền đang dần trôi ra xa, Tami lúc này đã sợ hãi đến mức tâm thần phân liệt. Cô tranh thủ từng giây từng phút bơi về phía chiếc thuyền. Trong lòng Tami rất rõ, một khi rời khỏi chiếc thuyền, vậy thì cô sẽ phải ở lại đây làm mồi cho cá mập. Cũng may được các cụ phù hộ, cuối cùng cô đã tóm được vào chiếc thang. Tami chưa hết sốc nhưng cũng không dám nghỉ ngơi, bởi vì cô phải mau chóng nghĩ cách lại gần chỗ bạn trai đang trôi lênh đênh trên biển. Tami tìm được trong khoang thuyền một chiếc buồm tam giác. Sau đó cô thử cố định chiếc cột buồm hết lần này đến lần khác, nhưng hầu như đều thất bại. Dưới sự kiên trì cố gắng, cuối cùng cô đã treo được chiếc buồm lên. Cô vội vàng điều khiển chiếc thuyền đi về phía bạn trai. Khi đến gần, Tami nhanh chóng hạ buồm. Cô dùng dây thừng đã chuẩn bị buộc quanh người, sau đó không do dự mà nhảy thẳng xuống biển. Tami lúc này không quan tâm đến nguy hiểm của bản thân, một lòng muốn cứu mạng Richard. Giây phút cô tiến lại gần đó, vậy mà phát hiện bạn trai vẫn chưa ngỏm. Tami vô cùng kích động dùng hai tay ôm chặt lấy bạn trai, sau đó dùng hết sức lực từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ để bơi vào thuyền. Cảnh này không biết đã làm cảm động biết bao nhiêu người xem nữa. Tami dũng cảm và kiên cường cuối cùng cũng được như ý nguyện, cứu bạn trai thành công. Nhưng mà vết thương Richard không mấy lạc quan. Không chỉ chân phải bị gãy, xương sườn cũng bị gãy nhiều chỗ. Sau khi Tami băng bó vết thương cho Richard xong, cô đau lòng nằm lên người bạn trai nhưng không biết là đang đè vào vết thương của anh ấy. Hai ngày trôi nổi, Tami dùng kính lục phân kết hợp với tra bản đồ. Cô cho rằng mình đang ở trong khu vực tìm kiếm rộng 1.500 hải lý. Hơn nữa cũng không ở trên bất kỳ tuyến đường nào. Cũng chính là nói, hy vọng sống của bọn họ gần như bằng không. Richard lúc này chỉ có thể không ngừng động viên bạn gái. Có điều sự động viên của bạn trai đã khiến Tami lấy lại ý chí. Cô tìm thấy một chiếc kim may trong khoang thuyền. Sau đó cắn răng chịu đau mà khâu lại vết thương trên trán. Hơn nữa cô còn vô tình tìm được một bồn chứa nước. Không nghi ngờ gì chỗ nước ngọt này chính là ngọn cỏ cứu mạng của bọn họ. Càng vui hơn là khi lục lọi nhà bếp cô tìm thấy mấy hộp đồ ăn hết hạn sử dụng. Bọn họ vui như nhặt được của rơi tạm thời đút túi. Trân trọng từng chút thức ăn, thậm chí là từng giọt nước. Ngày thứ 5 bị mắc kẹt. Tami phát hiện bọn họ chỉ còn cách đường tàu chạy chỉ còn 60 hải lý. Nếu như dựa theo tốc độ này, cho dù đến được đất liền, bọn họ cũng đã trở thành hai cái xác khô. Để kiểm tra, Tami nhảy xuống biển lặn dưới đáy thuyền. Đúng như dự đoán, do chiếc buồm trước đã mắc vào đáy thuyền, đã tạo thành lực cản mới khiến thuyền đi chậm như vậy. Tami hít một hơi thật sâu, sau dùng hết sức mới có thể xé được chiếc buồm ra. Ngày thứ 10 bị mắc kẹt, nguồn nước của bọn họ đã không còn nhiều, thức ăn cũng chỉ còn lại vài hộp, nhưng vẫn đủ để duy trì trong một tuần tiếp theo. Richard kiến nghị Tami có thể thử bắt cá xem sao, có lẽ có thể giải quyết được tình huống cấp bách bây giờ. Nhưng Tami đã kịch liệt phản đối, bất luận bạn trai có khuyên bảo thế nào, cô đều nói dù có bị đói chết cũng không muốn sát sinh. Vì thế, bọn họ muốn sống tiếp e là giống như điều viển vông. Đây là câu chuyện có thật xảy ra vào năm 1983. Một đôi tình nhân bị mắc kẹt ở giữa Thái Bình Dương. Khi nguồn nước của bọn họ không còn nhiều, trên trời bất ngờ đổ mưa. Tami lúc này vui như bố đẻ em bé lần hai. Khi đang hưởng thụ cảm giác bị nước mưa đập vào mặt, cô vội vàng đi lấy nồi niêu son chảo ra hứng nước. Thu thập càng nhiều nước mưa càng tốt, phòng lúc cần dùng. Ngày thứ 18 bị mắc kẹt. Vấn đề bọn họ phải đối mặt lúc này chính là thức ăn. Mặc dù không tìm thấy thức ăn trong khoang thuyền, nhưng Tami lại vô tình tìm được mấy chai rượu từ năm 82. Cũng có thể miễn cưỡng dùng nó bổ sung một chút năng lượng cho bạn trai. Nhưng thứ này không thể lấp đầy được cái bụng đói quát queo của bọn họ. Tami tuyệt vọng ngồi chơi guitar. Cầu mong các cụ phù hộ cho con vượt qua kiếp nạn này. Anh hy vọng em chưa từng gặp anh. Như vậy em sẽ không bị rơi vào hoàn cảnh này. Nhưng như vậy sẽ không có những hồi ức của chúng ta. Em không muốn dùng bất cứ thứ gì để đổi. Tối đến, Tami bất ngờ nghe được tiếng ồn. Lúc này cô phát hiện một chiếc tàu chở hàng đang từ từ đi tới. Tami vội vàng lấy súng tín hiệu, hét lớn cầu cứu. Không ngờ bắn liên tiếp mấy phát, đối phương lại không có bất kỳ phản ứng nào. Cứ như vậy bọn họ đã lướt qua đời nhau. Sau đó nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của Tami. Lúc này cô mới nhận ra, có lẽ do quá mệt mỏi, cùng với khát vọng sống mãnh liệt, khiến cô sinh ra những ảo giác này. Tami cuối cùng không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân, đã hoàn toàn sụp đổ. Richard luôn ở bên cạnh an ủi, động viên Tami nhất định phải phấn chấn lên. Nếu không tình trạng sẽ càng ngày càng tệ hơn. Ngày thứ 33 bị mắc kẹt. Nước ngọt của bọn họ dường như đã chỉ còn cái nịt. Hai người mất nước quá nhiều, đã sắp biến thành heo quay một nắng. Càng nghiêm trọng hơn là, vết thương của Richard đã bị nhiễm trùng, đang không ngừng phát sốt. Không có thuốc thang cũng không có nguồn nước. Tami đờ đẫn lẳng lặng ngồi trên khoang thuyền. Thậm chí có lúc cô còn muốn buông bỏ tất cả. Bên tai Tami bất ngờ vang lên tiếng động viên của bạn trai. Khi cô một lần nữa lấy lại tinh thần, Richard sớm đã không thấy đâu. Trong lúc mơ hồ, Tami dường như đã nhận ra. Thật ra bạn trai từ khi bắt đầu đã về chầu ông bà. Richard ở bên cạnh và động viên chỉ là những ảo giác Tami sinh ra mà thôi. Chính bởi vì sự khích lệ của bạn trai, Tami mới có thể kiên cường sống tiếp. Tami lúc này cũng không coi trọng cái gọi là sát sinh nữa. Cô chỉ có duy nhất một ý niệm, đó là kiên trì sống tiếp. Ngày thứ 41 bị mắc kẹt, trong bồn nước chỉ còn lại vài giọt nước. Tami bất lực nằm trên tấm ván, cơ thể đã suy nhược đến cùng cực. Lúc này có một con chim biển đậu lên thuyền. Tami mở mắt lim dim lên tiếng chào hỏi nó. Nhưng rất nhanh cô đã nhận ra, có chim xuất hiện cho thấy cô cách bờ biển không còn xa. Đúng như dự đoán, Tami cầm ống nhòm nhìn thấy bờ biển ở phía xa xa. Nhất thời cô không dám tin vào mắt mình, sợ đó lại là ảo giác. Tami trợn tròn mắt, xác nhận lại ở phía xa chính là đất liền mà cô đang mong đợi. Hơn nữa, cô còn nhìn thấy có một con thuyền ở gần đó. Tami cuối cùng cũng như trút được gánh nặng trên vai, cười không ngậm được mồm. Cô ngay lập tức bắn đạn tín hiệu cầu cứu. Sau đó chiếc thuyền rú còi, hướng về phía cô. Hơn 40 ngày trôi dạt trên biển, Tami cuối cùng cũng được cứu. Đây là một câu chuyện có thật, tên của nữ chính là Tami. Năm đó cô ấy chỉ mới 24 tuổi. Trải qua hơn 40 ngày một mình lênh đênh trên biển. Câu chuyện này được đăng lên các phương tiện truyền thông lớn trong một thời gian. Đây là bức ảnh chụp chung của Tami và bạn trai khi còn sống, giữ lại khoảnh khắc tươi đẹp của bọn họ. Nhưng sau khi trải qua chuyện này, Tami chưa từng vì thế mà chùn chân, mà mang theo ước mơ của bạn trai tiếp tục chuỗi ngày lênh đênh trên biển.